Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, ít mây, không mưa, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, ít mây, không mưa, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai ít mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa ít mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 16 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Bắc Hà ít mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ.